Trung Quốc, chàng trai đánh đổi tính mạng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Mặc dù sự việc đã xảy ra khá lâu, nhưng mỗi khi nhìn lại hình ảnh thương tâm này, nhiều người không khỏi xót xa, nhất là khi biết được nguyên nhân phía sau màn biểu diễn bất chấp để trở nên nổi tiếng của chàng trai được mệnh danh là người liều mạng nhất Trung Quốc khi đây. Truyền thông Trung Quốc ngày 10 tháng 12 năm 2017 đã đăng tải một đoạn video ghi lại phân cảnh mạo hiểm được nam diễn viên 23 tuổi Ngô Vịnh Ninh thực hiện trước khi trượt tay, rơi từ tầng 62 của tòa nhà xuống đất và qua đời sau đó. Đoạn video được ghi lại từ tòa nhà đối diện, nơi Ngô thực hiện thử thách mạo hiểm chống đẩy trên không vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 8 tháng 11 năm 2017. Nếu vượt qua thử thách này, Ngô sẽ kiếm được 51.000 USD. Chính quyền địa phương cho biết họ đã tiến hành cuộc điều tra vụ việc và xác định đây đơn thuần là một vụ tai nạn và không hề có dấu hiệu của tội phạm nào. Theo chia sẻ của người thân và bạn gái của Ngô, mục đích anh bán mạng kiếm tiền không phải để nổi tiếng mà là để có tiền chữa bệnh cho mẹ của mình. Ngô Vịnh Ninh từng tuyên bố đây sẽ là trò mạo hiểm cuối cùng anh tham gia. Kết thúc công việc, anh sẽ tới chỗ bạn gái để cầu hôn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa. Ngô Vịnh Ninh sinh năm 1994 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội Weibo của mình, anh tự nhận mình là người đầu tiên thách thức cực hạn không mang đồ bảo hộ trong nước. Từ ngày 11 tháng 8 năm 2017, Ngô Vịnh Ninh bắt đầu đăng tải clip ghi lại cảnh mình mạo hiểm, leo trèo trên một tòa nhà cao chọc trời. Sau đó, anh liên tục cho đăng tải những đoạn phim khác, quay quá trình mình mạo hiểm đi lại, vận động trên những nơi cao hàng chục mét khác nhau ở Trung Quốc. Sự xuất hiện của một anh chàng liều mạng như vậy đã thu hút rất nhiều chú ý từ cư dân mạng. Câu đầu tiên mà Ngô thường đăng trên Weibo của mình là một ngày không liều mạng thì sẽ không thoải mái. Trước màn biểu diễn cuối cùng, Ngô Vịnh Ninh từng nói với bạn bè rằng nếu không chắc chắn 100% thì anh sẽ tuyệt đối không làm. Nhưng sức người có hạn, vẫn là không nên đùa cợt với mạng sống của mình. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cả những người thân quen nhất cũng rất sốc. Càng đặc biệt hơn, nơi thử thách cuối cùng tỉnh Hồ Nam không quá xa lạ với Ngô Vịnh Ninh khi anh đã không ít lần mạo hiểm ở đây. Trước khi trở thành vận động viên mạo hiểm, Ngô Vịnh Ninh từng là diễn viên quần chúng và người đóng thế võ thuật cho phim trường lớn nhất Hoành Điểm. Nhiều người không khỏi tiếc nuối cho chàng trai trẻ, kiếm tiền báo hiếu cũng có nhiều việc nhiều cách, sao lại phải mạo hiểm đánh cược mạng sống của mình như thế?